Phê quá rồi. Bà con ơi, bà con đã biết tin gì chưa? Anh ta biết tin gì chưa? Sao anh chạy như vậy anh ta? Anh vô số này anh định găng ai? Anh định quánh ai? Rồi bây giờ anh chạy gì? Mày giống mấy anh chạy nữa rồi đó. Chạy quá trời quá đất đến từ vị trí của anh ta nha. Và bây giờ anh bò đang bị bao vây. Anh bò nó bị rớt này luôn rồi. Mà tiếc quá mình không lượm được mạng nào hết. Hai mạng hỗ trợ các bạn. Đây là một cái điều mà mình cực kỳ thích nha. Tại vì các bạn biết rồi, mình chơi game mình rất thích hỗ trợ cô dơ support cho đồng bọn nha bà con. Chứ mình không thích đâu mà. Bỏ đi à, tập trung vấn đề trận đấu nha. À, bà con đã biết tin gì chưa? Liên Quân Mobile vừa mới ra mắt một cái phiên bản mới và có nhiều điều thay đổi, đặc biệt là một cái món trang bị mới dành cho những vị tướng pháp sư. Nhiễm nó kêu mình lên cái băng nhẫn đi, đam phép sẽ mạnh dữ lắm mà chưa có cơ hội để lên các bạn. Tại sao? Tại trận đấu này mình muốn ghi diêu về một cái món mới, là cái món cùng cha khác ông nội ông ngoại với lại cái chuyện bùng nổ đó bà con, là cái món này nè. Đó, có tên là cầu chim tinh nha. Trời ơi, đọc bản cập nhật nãy giờ đó rồi mới nhớ tên nữa. Mà bà con ơi, mình khuyên thiệt nha, lỡ mà nó có cái bản cập nhật của Liên Quân á, bạn nào bận cỡ nào bận, nói chung là phải nhớ dành chút xíu thời gian, bỏ chút xíu thời gian ra coi cái bản cập nhật nha, rồi mới biết đường chơi. Còn ví dụ các bạn bận quá đi, các bạn không thể nào mà đọc được á, khỏi đọc cũng được, vô clip của mình coi ủng hộ. Nói sao nha bà con. Anh ta ơi, sao anh sơ hở là anh bay vậy anh ta? Anh giống mày bay nè. Bay một khoát một ha, ta nói trượt tay hay sao đó. Không có cất cánh lên được, đi bộ. Gai dách thấy vậy tội nghiệp đúng không? Cái gai dách là đạp cái bóng cái chân vũ trụ, đá cái bụp cái nửa văng tới đàn luôn bà con. Quá trời quá đất rồi ha bà con nha. Rồi quay trở lại vấn đề nãy nè. Bà con nào mà bận không có thời gian để mà có thể tìm hiểu về cái bản cập nhật ở trên Liên Quân chấm gà gán chấm vn thì bà con khỏi vô đó cũng được nữa. Bà con vô cái kênh đó, vô tụi bé, bà con tìm là Funny Gaming TV, bà con coi clip ủng hộ của thằng đó nha. Mình là tính báo, mình sẽ hướng dẫn cho bà con cái cách tìm kênh của cái gì nữa vậy ông cố nội. Thằng này sơ hở là nó bay à ta ơi. Một ba bay rất này từ vị trí của anh ta. Anh bò thấy vậy nó đi theo hay sao nè. Rồi gớt này luôn rồi. Trời ơi anh John, anh bắn như đúng rồi vậy anh John. Trời ơi luôn á. Quá trời quá đất rồi ha bà con ha. Tẹt vời. Tẹt vời. Thế thì quay trở lại vấn đề nãy nha. Minh. Trời ơi luôn. Pha này cứu cũng được nha. Nhưng mà không sao, mình ấn hồi máu thôi các bạn. Ấn hồi máu nha. Ở này thấy lắc hay sao nè. Nó bay vô bà con. Trời ơi chết thiệt chứ. Mình ấn hồi máu chứ bộ. Mà kiểu như bị trượt tay hay sao qua nút biến về cái nó tưởng mình bị lắc đó mọi người. Lắc hay sao đó. Rồi nó bay vô, mình thấy vậy mình tạo điều kiện cho vô trụ luôn. Đó, bởi vậy mình thích chơi vị tướng ra dách này là vậy đó bà con. Khịa đồ ha. Nó bay vô đồ ha, đứng gần trụ đạp thẳng trụ luôn rồi nữa nè. Nó bỏ đi anh ơi, tầm này giết cầm được đâu. Mắc công lắm. Ê! Trời ơi, cái gì vậy mấy cha mấy mẹ. Mình ghi xếp tí xíu nữa là bữa chứ cuối vô đầu em rồi. Thằng John nó bắn mà trượt xuống xíu nữa là có thể là dảnh cũng tỏi em luôn rồi. Hên quá nha. Tất kẻ đã bị bao vây. Bạn nào đang có nhu cầu mua ạc thì hãy ghé thử shop bunny.vn đi chứ hả. Mà nè, ạc vừa ghẻ lại vừa ngon. Đặc biệt còn có rất là nhiều chương trình ưu đãi dành cho bà con. Điển hình như mua 1 tặng 1 và tính tiền 2 nha. Phan nha. Ủa rồi cái món trang bị mới cầu chim tinh của mình đâu rồi ta? Ủa nó bị trùng nội tại với trùng bụng nổ hả? Cái gì vậy? Pha kè hay thiệt vậy ga dách hả? Ở đây nè, để tôi chát cái này cái là ông biết thiệt cái giả. Thôi chứ bà con ơi, mình chat thì cũng vậy thôi. Tại vì mình biết là thời gian qua là cũng có nhiều bạn là cũng đặt tên anh bi quá, anh bi qua, anh bi quạ đồ á. Các bạn đặt tên na ná với mình xong rồi vô các bạn fit quá trời fit luôn. Sao người ta cũng hỏi vậy đó, các bạn cũng he theo à. Mình bị mang vốn quá trời luôn mà. Nhưng mà đâu sao đó các bạn, mình thiệt các bạn luôn á. Mình không sợ nha các bạn. Các bạn cứ fit đại đi. Vì trong đó mình cũng có fit chứ bộ. Mà có đôi lúc mà anh bi quá thiệt fit đúng không? Cái vô thẳng kênh mang vốn luôn các bạn. Thiệt có nhiều clip là mình bị mắng vốn lắm rồi các bạn. Chơi rồi tôi thấy thằng này tên vậy nè nhá, vô chơi rồi biết nha. Thiệt các bạn dốc làm chó mọi người, em nói thiệt mà con, chứ không phải là em đang quăng lựu đạn cái kỳ gọi là
kể cho có là không phải bà con, nói thiệt luôn á, bà con cứ phiết đại đi nha, còn nó ghi bọt bà con uy tín bà con giảm thì bà con tự lo nha, tự mà đánh thường lên. Thôi giờ bỏ mấy chuyện đó qua quên đi nè, cái gì mà gần gần với này ta, ơi luôn á, rồi hết máu kìa, rồi gần cầm bộ bùa kìa, thêm anh bò hết máu nữa kìa, tất kẻ nó bị bao vây, đề nghị anh bò xuất trình giấy tờ để được đi, quả trời ơi, chậm nhịp nha, nhưng mà không sao các bạn, rồi. Với cái pha này thì mình sẽ dùng đòn đánh tường để lướt lên, sau đó chọi cái lấy cái bùa xanh các bạn. Mana tốn quá mà thiệt chứ. Các bạn thấy đó, mình dùng chiêu 1, chiêu 2 có xíu thôi à. À đôi khi mới dùng cái chiêu 2 có một cái một thôi à, là tao nói ống mana nó đen thui luôn bà con. Ống mana nó đen thui luôn mà. Thôi bây giờ bỏ chuyện đó qua bên đi. Không dùng mana nhưng mà có bùa xanh nó giảm hồi chiêu. Nó na ná vậy đó, hình như là vậy đó. Đó. Còn bây giờ nè, cái chuyện bùng nổ với lại cái cầu chim tinh là nó bị trùng nội tại hả bà con? Ủa vậy có không vậy, bà con biết, bà con comment cho em biết chứ nha, em lên thử thôi chứ em cũng biết nữa, nhưng mà hình như là bị trùng thiệt rồi đó, bởi vì nó là cái món để ghép lên cái chuyện bùng nổ phải không đó. Bạn nào mà gành ghép bà con nhớ comment cho mình nha, để những bạn nào mà cũng có sự trải nghiệm giống như mình nè đó, rồi tao biết đây, tao không lên nữa nha, chứ đây không lên mà tội nghiệp ta ăn chữ đầu này nữa. Và dạo này chơi game mấy gamer tánh nóng lắm, đúng không ra ta? Đúng không nè? Đúng đúng, đúng đi quả tiễn sao không nổi? Bóng đầu cái nè, bóng đầu nè, bóng đầu nè. Xé một tí xíu nữa là gia ta của chúng ta đã được bóc đầu. Nhưng mà tiếc quá, bóc số luôn vậy. Hồi nãy giờ không biết mấy lần vậy mà bóc số này ha bà con ha. Chắc gia ta là đang quạo dữ lắm. Vui vẻ không quạo nha, mà nó quạo hay nó không quạo gì đó là cái chuyện của nó. Mình đừng có quan tâm tới ha bà con ha. Ai đó kè, cái vấn đề mình cần kè đây đó chính là bà con ơi, nhớ comment thiệt giúp mình nha, mình không phải là đang xạo chó với bà con đâu. Mình không biết, thật sự mình không biết là cái chuyện bùng nổ với cầu chim tinh nó lên trùng với nhau thì kiểu như có mạnh hay không, hay là bị trùng nội tại là không cần thiết phải lên như vậy đó, thì bà con nhớ comment cho mình biết nha. Và cũng như là trong trận đấu ngày hôm nay là mình sẽ không lên cho băng nhẫn, tại vì nhiếm nó nói cái món băng nhẫn nó được thay đổi, các bạn, nó sẽ làm cho cái lượng đam phép của bạn nó mạnh dữ lắm, nhưng mà mình không lên nha, tại vì mình đang test cái này mà. Ôi vậy tôi ở đây, tôi cái câm lặng, ăn câm lặng bà con, không chạy đuột bà con, chứ không là đậu bóp rớt qua đó cấm đầu chạy điên rồi chứ em đâu quán lợi nó được. Tao nói là xém tí là chạy được rồi, bị câm lặng phải không, không sao các bạn ơi, chết cấm đầu đã chết nữa thôi chứ không chuyện gì căng nha. Nhưng mà bạn nào á mà đam mê chơi vị tướng ra dách này nè, hoặc là những bạn nào mà chưa chơi cái vị tướng ra dách này luôn nha, thì sau khi xem xong clip này các bạn cứ vô thử chơi đi, bu đầu giống như mình, bu phù hiệu giống như mình. Trời ơi, ví dụ mà cái cầu chim tinh với chuột bùng nổ mà nó không bị trùng nội tại ha. Chắc đẻ lắm á các bạn, vì thần quang ha, spam chúng nổ thêm đam, chuột bùng nổ nổ thêm đam, cầu chim tinh nổ thêm đam, mà thấy hơi mắc cười á nha, nghe thấy à, sao sao vậy nha. Ừ đó, nhớ chơi thử nha bà con, mình nghĩ là nó sẽ mạnh lắm đó. Cái gì nó vậy cha? Hoài luôn. Ôi xong rồi, không sao các bạn. Trời ơi luôn á anh ta ơi, anh làm em thiệt chứ bị rối não luôn anh ta ơi. Anh làm em bị rối đĩa luôn, em mới chết chứ dễ gì em chết. Anh hoài luôn á anh ta ơi. Sơ thở là anh bay, sơ thở là anh bay à. Mà nói nào ngay nha, cũng hên là đang làm clip đó, chứ cái trận này mà đang là live stream ha, thì em bảo đảm bà con xong cái trận này là trận sau em quánh gia ta rồi. Bởi vì em thấy các bạn nó bay ra ta em ghiền quá đi, em ghiền quá mà. Trời ơi thiệt chứ. Thôi giờ bỏ mấy chuyện đó qua bên đi ha bà con cô bác ơi. Hồi nãy giờ bà con xem clip ủng hộ mình tới cái đoạn này rồi, nếu như mà bà con có thích cái clip này á, bà con ủng hộ cho mình xin một like, một subscribe, một share nha bà con, để cái kênh sẽ được đề xuất trở lại và phát triển trở lại rồi nha bà con. Đó, cảm ơn bà con. Anh Doan ơi, ôi ôi Doan tóc biến kìa, tiếc quá các bạn, cái pha đó mà giết được anh John ha là gì anh trai. Lại là do anh ta sao một pha bóc đầu à, cái pha này anh bóc đầu được nha, chơi mới bóc đầu rồi gớt xuống cây rồi bóc à, rồi bóc số nữa luôn rồi, một pha bóc đồng trong cả trận bóc bóc số các bạn. nó là như vậy nhưng mà các bạn ơi, các bạn có còn nhớ cái clip mới đây của mình không? Mình nói với các bạn là nhớ lên sách chi hồn, đau chi hồn rồi đó, nhớ không? Thì trận đấu này các bạn thấy nè, bây giờ
10 phút rồi. Mình đi mít mình mới lên Sách Chi Hồn. Bên kia có ngã thưa đó, trời ơi đậu bắp đó lại hút với hồi máu đó. Mặc dù là gấu béo đã lên Đao Chi Hồn rồi, nhưng gấu béo lên là chưa đủ đâu. Lỡ gấu béo không có pha giao tranh nào gần đó, rồi cũng như lỡ gấu béo chết rồi, thằng A Thưa nó ban vô tem rồi, phải có mình nữa các bạn. Thì mình sẽ làm cho nó bị giảm cái hồi máu lại, để nó ban vô nó không gây ra sự hổ báo được. Đúng không bà con? Đúng không nè? Nó là như vậy nha. Ê, cái gì vậy? Bây giờ là anh ta ở phía trên nè, liệu là anh ta có kiếm mình để bay nữa không ta? Bị gì đây nè đó. Mình mới vừa farm được mít xong, anh thấy sai của mình. Hồi nãy giờ mình gình, mình bắt mấy con máu mỏng đâu nữa. Anh sẽ mé bà con. Nó bây giờ nè nó, kiểu gì mà Nga Thưa không báo về. Ê tao thấy ra dách đi rồi cho ta ơi. Đó đây nè đó. Anh thấy già ta rồi nha. Già ta đang làm gì đây? Liệu là già ta có bóc đầu nữa hay không? Già ta liệu có đang cất cánh hay không? Đang cánh cái đường gì? Anh bay chưa vậy anh ta? Anh bay đi. Anh ta bay đi anh. Bay đi bay đi bay đi. Đừng ngại ngùng đúng rồi anh ơi. Bay. Lại là một bóc mà. Bóc số đi vô lẻ bà con nghe. Tất cả đứng im, không được nhúc nhích. Rồi thôi bỏ đi bà con nghe. Nói thì trận đấu này anh ta của chúng ta đã bay quá nhiệt tình nha bà con ha. Anh ba anh ta bay quá ghê nhưng mà rất tiếc. Rất tiếc nha bà con. Đấy, cảm ơn bà con nhiều vì nãy giờ đã dành thời gian quý báu để xem clip ủng hộ mình. Cảm ơn bà con rất là nhiều luôn nha. Hẹn gặp lại bà con ở cái clip tiếp theo. Ai mua điện thoại không? Điện thoại iPhone giá rẻ giá rẻ. Bà con nào đang có nhu cầu tìm mua một cái điện thoại iPhone chính hãng thì nhớ ghé qua Tân Dôi shop của anh Tân Dôi tại đường Trần Văn Đang quận 3 đi bà con. Mua điện thoại tặng cái bịch.